Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Suốt thời gian vừa qua nhiều các bác có hỏi là vỏ thống loa nhưng mà không lấy phân tần. Và em cũng thuộc dạng là bán theo quy định nên là không tháo phân tần ra để bán lẻ cho các bác cái thùng không. Nhưng mà nhận ra một điều là các bác nhà đã có loa sẵn hoặc có phân tần sẵn rồi và rất ít các bác là lấy cả thùng cả phân tần, nên là hôm nay quyết định là thanh lý bán hộ chú khách ở ngoài Hải Dương với cấu hình như sau. Thanh lý bán hộ đầu tiên là mạch phân tần là Pro F2528, lấy chưa? Đấy, 2528 nhá, tức là cái mạch này là sử dụng hai luồng loa bát riêng đấy, bát dưới và bát trên có ba cộng cảm 1, 2, 3 và tép. Mạch này mới giờ nó khoảng tầm 1 triệu đến 1,2 triệu thì mạch này giờ thanh lý giúp chú ở ngoài Hải Dương là 800.000 nha. Phí ship là cộng 50 nữa là 850.000 bao ship cho các bác Pro 2528. Mạch đây là hàn sẵn dây. Và tiếp theo nữa là một mạch Benida. Cặp mạch Benida này sử dụng là một bát và một kèn. Tuy nhiên những mạch này thì bên em đã tùy chỉnh lại một chút để cho được cái tiếng loa nó tốt nhất. Và mạch này thì thanh lý hộ chú khách là 600.000, cộng ship 50 nữa là 650.000 cặp mạch này. Giá này thì nói thật các bác nhé, các bác bảo là thêm tí tiền mua được mạch mới, nhưng với những các bác không có đủ điều kiện để mua những mạch mới hoặc là thích là chơi kiểu là tiết kiệm nhất có thể thì đây là sự lựa chọn gần như là hoàn hảo nhất. Còn các bác là giả chỉ có bao nhiêu bằng nửa tiền em nói, hoặc là khen em một câu là em ơi đồ này tốt lắm giữ lại mà dùng, thì đúng là đồ tốt thật nhưng mà bây giờ đang thừa dùng thì chả biết làm một cái gì cả, nên là thanh lý bán hộ cho chú để nó rộng kho, thu hồi vốn để còn đầu tư sang cái mỏ mặt khác, thanh lý hộ nha. Còn các bác nào vẫn cứ nhất quyết một câu là em ơi đồ tốt lắm sao bán đi phí thế giữ lại mà dùng đấy, cái này là bán hộ đi chứ bây giờ giữ lại dùng nữa thì đăng video làm cái gì, đúng không ạ? Đây là mạch đây nhá, Pro 2528 đấy. Và tiếp theo nữa là cả loa tép nữa. Tép này là có hai cặp đấy các bác nhá, cái này là có hai cặp, trong đây là cụ tép nữa này đấy. Đây các bác xem đây đấy, đây là tép côn dây nhôm nhôm dẹt đó, côn dây nhôm dẹt, đây là cụ tép. Tép này thì em thanh lý một đôi đi nhá, có một đôi nhá, à hai đôi, có hai đôi. Tép này thanh lý hộ chú khách là vào 700.000 một đôi đấy, bao ship cho các bác, thanh lý bán hộ, phí ship nó mất 150 rồi, các bác đừng kêu đắt nữa. Tép này thì là bán thanh lý hộ chú là 950.000, phí ship cũng tầm 150. Côn dây nhôm dẹt, con này là côn dây đồng này, con cặp này là côn dây đồng, cặp này côn dây nhôm dẹt đấy các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Đấy, đồ nó có thế thôi các bác nhá, đồ nó có thế thôi. Đấy, các bác nào quan tâm thì hú cho em tiếng. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.